Xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay một thông tin khá là nóng hổi nha cả nhà, nhức cái nách luôn. Thì có một thông tin á là trên báo Gia Lai Online nè. Đây, cái này chắc cũng thuộc tỉnh Gia Lai ha. Thì có ghi tiêu đề như thế này là ông Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội. Wow, một thông tin rất là nóng nha, thì không biết sự thật như thế nào. Mọi người cùng lắng nghe. Thì mới đây trên trang báo Gia Lai Online hay cả nhà, có ghi nội dung như thế này: ông Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội. Ông Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, trú tại thôn 6 xã Ia Tô, huyện Ia Rai, vừa có đơn gửi cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. Theo đó, ông Minh Tuệ xưng con gửi đơn đề nghị đến cơ quan chức năng, gia đình và xã hội, đề nghị không tụ tập đông người để đảm bảo an toàn giao thông, không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được cho phép của ông, nhằm không ảnh hưởng đến quá trình tu tập, học tập theo 13 hạnh đầu đà, theo lời Phật dạy cũng như theo quy định của pháp luật. Ông Minh Tuệ cũng đề nghị cơ quan xử lý đối với những ai đưa thông tin về ông trên mạng xã hội. Thì trong đơn, ông Minh Tuệ khẳng định mình chưa phải là sư Phật hay là thần thánh. Ông Minh Tuệ cũng kêu rõ chỉ là một công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy và mong mọi người tạo điều kiện để được học tập tốt. À, về nội dung đơn của ông Minh Tuệ gửi đến cơ quan chức năng như sau: là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn đề nghị con tên là Minh Tuệ, kính gửi cơ quan chức năng và tổ chức, gia đình, cá nhân, toàn xã hội để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, để đảm bảo cho việc khất thực tu học của con. Mong mọi người không tụ tập đông người làm mất trật tự, an toàn giao thông, không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tu học. Đề nghị các cơ quan chức năng này xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được phép của con. Nguyện vọng của con học tập 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy và theo quy định pháp luật của nhà nước được tốt đẹp, tốt đẹp. Ngày 8 tháng 11, 2024 ký tên Minh Tuệ. Con đang là một công dân đang tập học theo lời Phật dạy Thích Ca Mâu Ni dạy. Con chưa phải là sư thầy hay là thần thánh hay là Phật gì cả, con chưa đạt được thành tựu gì cả, mong mọi người tạo điều kiện cho con tập học thì tốt đẹp. Minh Tuệ, con đồng ý đăng tải tờ đơn này trên mạng xã hội. Minh Tuệ. Rồi thì khi mà nói tới đây đó cả nhà, thì đối với một lá đơn khi mà ghi như thế này, em đọc lên thì quý vị có thấy là nó có gì đó sai hay không? Thứ nhất là con tên là Minh Tuệ gửi cơ quan chức năng, thì không biết là cái này là cố ý hay là như thế nào thì mình cũng chưa có khẳng định được. Vì tên khai sinh là trong báo cũng có ghi rõ ràng tên khai sinh ha, tên khai sinh của ông Minh Tuệ là Lê Anh Tú, trú tại thôn 6 xã Y A Tô, huyện Y A Rai ha. Rồi cái vấn đề á tiếp theo là không được đăng tải những video hình ảnh khi chưa được phép của con. Là sao ta? Là bây giờ là những cái người mà không có được cho phép á, thì không có được quay đúng không? Không được chụp hình quay phim. Nhưng còn những cái người YouTube nào á, mà hiện tại vẫn được quay phim, chụp ảnh này nọ, được đưa thông tin lên á, thì như thế nào? Có phải là người trong nhà hay là trong nhóm hay là
những người đó như thế nào, có cái gì trong đây. Đó, cái này mình cũng không khẳng định nha, nhưng mình chỉ đang phân tích và mình cũng đang nói về cái vấn đề nội dung của cái đá đơn. Và vì sao lại nói tên là Minh Tuệ, trong khi đó tên khai sanh không phải là như thế này. Và khi mà mình làm một cái đá đơn nào đó, đúng không cả nhà? Nếu mà nó, khi mà một cái đá đơn muốn có hiệu lực pháp lý thì mình phải ghi đúng họ, tên, khai sinh và nơi thường trú của mình, đúng không? Và sau đó mới đề cập đến là nội dung như thế nào, đúng không? Còn khi mà một đá đơn như thế này thì mình không nghĩ là, không biết là ai đã ghi hay như thế nào, nhưng mà mình thấy là nó có hơi cái gì đó, nó hơi sai sai ha. Đó, và sự thật đá đơn này như thế nào thì mình cũng chưa dám khẳng định, nhưng mà báo Người Lao Động cũng đã lên nè, rồi báo Gia Lai thì chắc chắn là của tỉnh Gia Lai rồi đó, thì không biết là nội dung này có chính xác hay không, mình chưa có khẳng định. Và mình thấy là thầy nội cơm á, thầy từng nói như thế này nè, là con là tập học, con đi tu là con buông bỏ, con theo lời Phật dạy, con giữ theo cái 200 mấy chục giới gì đó, với là con đi theo 13 hạnh đầu đà, là ai chửi con, ai nói gì con cũng mặc kệ, con không có lên mạng, con cũng không có coi điện thoại, hay là con xem bất cứ thông tin gì trên mạng hết, giờ là con không có còn muốn biết tới nữa. Thậm chí cái thời gian đó ổng còn xéo bỏ giấy tờ nữa, đúng không? Nhưng mà giờ ngày hôm nay lên hẳn một cái lá đơn, không cho quay phim, không cho chụp ảnh. Nhưng mà chắc có lẽ là, nè, nhớ cái câu là khi chưa được phép của con đó, khi chưa được phép nha. Còn những người mà nào mà bây giờ hiện tại vẫn còn được quay, được chụp ảnh, còn quay phim, vẫn còn đưa lên cập nhật tình hình hàng ngày, thì quý vị hãy suy nghĩ là đã được ông nồi cơm này cho phép nha. Và vì sao sao cứ phải làm phức tạp lên thế nhỉ? Đơn giản là mình đi tu thì mình lên rừng mình ẩn tu đi, mình khỏi cho ai quay hết đó, giống như những gì mình nói đó. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn có người cập nhật tình hình là thầy hôm nay như thế nào như thế nào. Đó, không thôi mình lên vùng cao đi, hay là vùng đó, không thôi á, mình đi lên vùng cao nè, không thôi vùng biên giới hay hải đảo gì đó đó, để mình tu học đi, đúng không? Mình ẩn tu đi đó, vậy là không ai làm phiền, đúng không? Còn ngày hôm nay mình nói là sao, không được quay phim chụp ảnh rồi đưa hình ảnh lên mạng, và khi chưa được phép của con, vậy là những người nào mà bây giờ hiện tại vẫn còn quay, vẫn còn đưa thông tin cập nhật hàng ngày, là thầy vẫn như thế này, thầy vẫn đi khất thực này kia, thì những người đó là được cho phép, đúng không? Là được con cho phép, đúng không? Đó, rõ ràng chưa, rõ ràng chưa? Trời ơi, cần gì phải làm vậy làm chi? Rồi á, tự nhiên á, mình sao mà mình cứ đi ra quốc lộ, rồi mình cứ kiếm những cái chỗ đông dân cư, rồi để mình đi, rồi để làm gì? Rồi bây giờ mình lên mình la làng, mình nói là đừng tụ tập đông người. Hàng ngày ông đi, hàng ngày á, hàng gầm á, rồi ông còn đánh lễ người ta vậy đó nè. Rồi người ta đưa chai nước, ông còn đụng vô vậy đó nè. Rồi ông đi khắc thực hàng ngày đó, vậy lại gì đó, rõ ràng chưa? Rồi bao nhiêu người quay kính đó, rồi bây giờ ông nói là đừng đi theo con đường này nọ, đường này kia, cũng ông không luôn đó. Giờ bây giờ ông đi đến đổ thừa mà ông làm cái một cái đơn nha, tôi nói nè, thứ nhất trong nội dung đơn của ông không phải tên khai sanh là ông Minh Tuệ, mà ông tên khai sanh của ông là tên khác, đúng không? Tên khai sanh của ông là tên khác. Rồi địa chỉ ông ở đâu như thế nào? Chứ không phải là ông ghi một cái lá đơn
mà khi đó ông chỉ ghi là đơn đề nghị này nọ kia, rồi tại sao mình không suy nghĩ là những gì ngày hôm nay nó đang diễn ra như thế này là do bản thân mình gây ra chứ không phải là do người ta làm, tự làm như vậy, đúng không? À, rồi còn cái về vấn đề á, ủa mà sao ngộ một cái nữa nè, sao kêu là sống thảnh thơi không màng thế sự mà, đúng không? À, đến là đến mất thì cũng không có màng, rồi căn cước thì còn là cũng không cần, rồi không cần quyền công dân gì mà sao giờ tự nhiên đi làm đơn đề nghị chi vậy, đòi quyền công dân. Rồi bây giờ là con là một công dân, con chưa phải là thần thánh hay là gì hết, sao giờ chịu làm công dân Việt Nam rồi? Hồi đó thì xé giấy tờ, đi đốt giấy tờ, bỏ giấy tờ hết là mình từ chối quyền công dân rồi, giờ đi kiếm cơ quan chức năng giải quyết làm gì, đúng không? Ngộ à thầy á, bởi vì ta nói những gì mà thầy nói trước đó rồi hả, bây giờ thầy làm hoàn toàn trái ngược hết trơn luôn đó, là tu dữ chưa, đúng không? Thà là ông nội cơm á, là ông tu dữ chưa á, lao động là vinh quang nghe, mà lang thang là minh tuệ nghe. Trời đất ơi, tu mà lập hẳn một cái công ty chà bá nện luôn là hiểu rồi đó, bảo sao mà hả muốn sống thảnh thơi á, không màng thế sự á, thầy cũng mỏm quá trời luôn á, quá trời quá đất luôn. À, đi tu mà quan tâm hình ảnh mình trên mạng này kia để làm gì trời, thầy nói là tới điện thoại thầy cũng không không coi rồi hả, cha mẹ thầy có gọi lại thầy cũng không nghe, rồi giờ sao á, thầy biết á là trên mạng xã hội đưa thầy như thế này, đưa thầy như thế kia, hình ảnh thầy như thế này, thầy như thế nọ, lộ tẩy hết rồi đúng không? Thầy bị lộ tẩy rồi quý vị ơi, cho nên ngày hôm nay thầy phải nhanh tay nhanh chân để mà làm cái đơn đề nghị cơ quan chức năng liền, chứ ngày xưa là thầy từ chối quyền công dân nghe đó, mà bây giờ có cái gì cái là thầy kiếm quyền công dân nghe, thầy là một công dân nha, thiệt mắc mệt thiệt chứ, vậy mà vẫn còn á u mê này nọ. Nói thẳng ra gì nè, không á, không có ghét nồi cơm ha, nhưng mà ghét cái bọn á mà đi theo nồi cơm á, mà hít gamma đó rồi hả, tạo gamma đó rồi tạo hiệu ứng á, là ghét gì á, mấy cái kền YouTube á, rồi cái bọn u mê cuồng dại á, đi lại á, thầy ôi đi, khi mà đi kế bên thầy có một cái luồng năng lượng mà thở không nổi rồi hả, trời thầy là một đấng thiêng liêng á, là hào quang tỏa sáng, trời tôi không biết hào quang gì mà giữ thần thiên địa vậy trời, rồi cái lấy cái hào quang đó về đi coi gia đình mình có khỏe không, rồi có người hả đi á múc đất về rồi để quậy rồi để uống, không thôi á là để lên bàn thờ của ông bà của quyền mình á để thở cho ảnh á, còn thôi hả rồi cái ông cắt cho một cái miếng vải á, rồi cái đem về để lên bàn thờ để thờ đốt nhang hàng ngày, má ơi ông bà tổ tiên không đốt, không thờ, đi thờ cái miếng vải rồi của cái kẻ lang thang á, là từ chối quyền công dân, rồi theo tôi thấy mệt mỏi quá trời luôn á, xong rồi giờ hả lên mà hả cấm không cho ai quay luôn tại sao không cấm những cái người mà hả đi làm chuyện xấu này nọ á, đúng không? Hay là bây giờ hả có nhiều cái sự thật nó bị lộ diện quá rồi đó, cho nên là phải nhanh chân nhanh tay lên kiếm cơ quan chức năng liền, đặng bịt lại liền, không có cho quay, không có cho chụp ảnh, chứ nó lộ tè le tét lét hơn cái ghế 10k 20k, đúng không? Đó rồi bây giờ có nhiều người hả nói là trời ơi mẹ em đem 12 triệu gì đó, nói giờ hết trơn đó, rồi khi mà cái chị Yến Đào gì đó đó, người ta khi mà nói với cái vấn đề này á, mình cũng nói luôn, có rất nhiều người á là người ta nói rồi kêu lên chởn đi rồi á là sẽ biết nó như thế nào đó, thì hiểu rồi ha, ngộ lắm.
thầy tu, thầy ăn xin đó. Thật sự đúng không? Có thể là thầy vẫn còn như vậy, nhưng mà thầy để cái hình ảnh của thầy, thầy để cho bọn phản động á, nó dựa vào cái hình ảnh của thầy để nó chống phá đất nước, nó làm cho hả cái hình ảnh của đất nước chúng ta xấu đi, thì đó là lỗi của thầy. Thay vì lúc đầu thầy ẩn tu đi là không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Đó, thầy tạo cơ hội cho nó lợi dụng chống phá nhà nước mình. Thì bây giờ thầy trách ai? Thầy trách bản thân mình đi. Tại sao 6 năm trời không có gì tự nhiên vợ hả tà le tát lét, đúng không? Cũng do ai? Cũng do mình đó. Này tính ra cũng ngộ nè, ông không có dùng điện thoại ha, mà ông biết á, hình ảnh của ông lên mạng như thế nào, như thế kia, rồi á, là hay là bị cái tụi bên cạnh nó chọt nên dẹp hết mấy tụi đi theo quay, đúng không? Rồi á, hả là cái tụi mà bảo vệ nè, tu buông bỏ mà có gì để mất đâu mà cần phải là có người theo bảo vệ làm gì, đúng không? Và đây có chắc là yêu cầu của ông Tú hay không? Chứ thầy Minh Tuệ xưa nay là không có sân si, không có soi mói, không có kiếm chuyện nha. À, bị đánh nè, à, cũng mặc kệ. À, với thầy là họ đánh, họ với mình, với thầy là họ đang gánh nghiệp cho mình mà, đúng không? Sao tự nhiên giờ dị kỳ vậy? À, sao mà mở miệng á, nói ai muốn tác động, ai muốn đá, ai muốn làm gì á thì cũng vui vẻ mà không có gì nói gì hết, cũng là hả cầu cho người đó được bình an, được cái tốt đẹp mà sao giờ lên trên mạng đòi quyền công dân, người làm đơn đề nghị tà le tát lét hết trơn vậy? À, sao giờ hả sân si thưa kiện vậy ông nội cơm điện? Trời ơi thiệt, thầy tôi ngày xưa đâu rồi trời. Trời ơi, thầy tôi ngày xưa là hả chánh đẳng chánh giác lắm á, giờ làm như thầy tôi đi giết, làm như thầy tôi quên bài, quên hết bài rồi, giờ không có còn á là hả giống như là buông bỏ được nữa, đúng không? Ta nói gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, đúng vậy đó. Bởi vì ông bà ta nói rất là đúng nha. Ta nói mỗi người á, mỗi một người là một cái tự do tín ngưỡng, nhưng đừng có để thế lực ngoại bang nó lợi dụng cái tự do tín ngưỡng này để nó chống phá đất nước. Tự do tín ngưỡng chứ không phải là mình lấy mình dựa vào đó để mà mình á, là chống phá đất nước, vậy đó là mình quá sai rồi đó. Rồi ông làm cái gì á, ông làm được cái gì á? Đừng có để ảnh hưởng tới đất nước Việt Nam chúng tôi chứ, và hoặc là làm xấu hình ảnh Việt Nam chúng tôi trong mắt bạn bè quốc tế là được. Chứ giờ á, còn ông xác định là ông đi theo á ba que bọn khác nước á, thì ông cứ khẳng định hẳn ngay và luôn với chúng tôi để chúng tôi biết, để mà quay xe quay ơ đồ dục xe đồ. Trời ơi, giờ thầy kiện đi. Lỡ như họ hả úp lên những cái phát ngôn của thầy lên mạng căng nữa. Đúng không? Ta nói hả, những người mà đi theo bên cạnh mình á, ôi nếu mà hả tới mà đụng vô cái lợi ích của họ, họ quay lại họ cắn mình á, những cái điểm yếu của mình á họ tung lên hết, mình mệt mỏi đó, chứ không phải là đùa đâu nghe. Không có đùa được đâu. Đó, điều này ảnh hưởng tới cái việc là kinh doanh của thầy hay gì á, vừa tu vừa có công ty nữa chứ. Trời ơi nản thiệt. Bởi vậy tưởng là hả anh Tú không tham sân si, không màng thế sự, lui về ở ẩn tu học, tập học theo lời Phật dạy, theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni ha, không dùng điện thoại, mà giờ ngộ biết được là những cái hình ảnh trên mạng như thế nào ra sao, rồi là cập nhật cõi mạng hả ghe gót gót ha, là biết hình ảnh của mình hiện tại bây giờ là rất là xấu này nọ ha. Ngộ ha, đi tu muốn ẩn thì ẩn luôn đi,
vài hôm lại xuất hiện, tháng hai tháng cái xuất hiện, ẩn được tháng hay gì á, rồi rồi hiện tiếp ngộ, xác định đi khất thực thì ai cũng thấy rồi đó. Mà hả, bây giờ lại bảo là không đưa hình ảnh lên mạng, trong khi chính bản thân ông lại là người xuất phát điểm từ những cái lùm xùm này, cũng chính bản thân ông gây ra. Ông không đi xuống đường để mà ông khất thực, ông này nọ, thì có ngày hôm nay không, ông cũng chịu cho người ta quay, chịu cho người ta phỏng vấn này nọ, xong rồi tới bây giờ hình ảnh của ông bao nhiêu người biết rồi, mà ông cũng hàng ngày ông vẫn đi xuống đường, rồi ông đi khất thực, rồi hả, người ta đó, người ta đảnh lễ ông vẫn cho, vẫn để, giờ nói ai, đúng không? Muốn không đăng lên thì tốt nhất ông vào gần mà ông ở ẩn đi, giống như những cái cư sĩ hay là những cái tu sĩ, người ta cũng đi theo hạnh Đầu Đà đó, người ta cũng ẩn tu nhau hết trơn á, tại mình không biết thôi. Đó mới gọi là những người nhà tu hành ẩn danh đó. Chứ còn mà nói mỏm vừa vừa thôi chứ trời ơi, cái này không phải tự nhiên khi không hay không mà làm đơn đề nghị không cho quay không cho ấy đâu, tại vì mọi thứ bị phanh phui ra hết rồi á. Những cái trò, những cái mưu mẹo nó bị bại lộ hết trơn rồi đó, lòi cái bản mặt thiệt ra rồi, cho nên là mới kia đề nghị đó, chứ không thôi à, dễ giàu gì. Nói chung là tóm lại, tú nồi cơm chính thức hiện hình á, ai còn u mê nghe theo thì cứ đi lấy tiền, lấy của, lấy bạc ở trên đó nha. Đó, để cứ gặp mỗi ngày, để làm gì được gặp đó thì cứ làm đó, rồi á khỏi lo cho gia đình luôn á, dẹp mà đi theo ha. Còn nếu mà thức tỉnh á thì á, về nhà lo cho gia đình con cái mình, rồi mình còn đi làm nữa á, để mà mình còn giúp ích cho xã hội. Trời ơi, còn mà mê á thì thôi đóng gói đi theo ổng luôn, không thôi bây giờ mẻo nó lo cho ổng quá trời, nó sợ ổng bị cơ quan chức năng đàn áp rồi hả, sợ ổng mất tích này nọ, thì bây giờ hả ship ổng qua bên mẻo luôn, cho ổng qua bên mẻo luôn đó, đóng gói ổng gửi qua bên bển luôn, cho thiên hạ thái bình đi. Trời ơi, sợ thiệt luôn á, mệt mỏi á. Ngày hôm nay Ngân đã chia sẻ xong rồi, nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh like chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.